Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đồn đoán và chuyến tàu vét trước đại hội 13 với dự án sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam. Hồi cuối năm 2018, khi đó ở hội nghị Trung ương 9 Bộ 3 Trọng Phúc Ngân đã có một sự thống nhất rằng cùng dắt tay nhau tiến vào nhiệm kỳ 13 đen tối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên sau đó người tính không bằng trời tính, giữa tháng 4 2019, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ trong một chuyến công tác tại xứ Kiên Giang, nơi căn cứ cách mạng của bà X Nguyễn Tấn Dũng. Kể từ đó đến nay, sức khỏe của ông Trọng rớt một cách thê thảm, chỉ lo giữ cái mạng đã khó, còn đâu nghĩ đến chuyện đi tiếp vào nhiệm kỳ 13 đen tối cùng với hai cộng sự Ngân và Phúc. Bởi vậy, ngay cả kế hoạch đi Mỹ của ông Trọng từ hồi tháng 7 2019 cũng đã phải trì hoãn lại để dự kiến đi vào tháng 10. Thế rồi tháng 10, sau khi hội nghị Trung ương xong, mọi động thái để ông Trọng đi Mỹ vẫn nằm trong im lặng. Thêm vào đó, chiều 23 tháng 10 vừa qua tại trụ sở văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng lại bị trời giáng, bị ngã lần thứ hai. Đây có lẽ là nhân quả đến sớm với ông Nguyễn Phú Trọng trong năm 2019 này. Đến nay đã hết tuần đầu tháng 11 trôi qua, vẫn chưa có động thái nào từ phía Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cũng như Bộ Ngoại giao lên tiếng việc ông Trọng đi Mỹ trong thời gian tới. Có lẽ sức khỏe đã bắt đầu tạo lên áp lực nhằm chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông Trọng từ đây. Được biết trong suốt thời gian qua, mặc dù sức khỏe của ông Trọng không được tốt, thế nhưng sự ham hố cuối hoàng hôn nhiệm kỳ của ông ta được đến tòa Bạch Ốc một lần nữa mà phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đã liên tục phải làm một động tác vận động hành lang nhằm để được Nhà Trắng đón tiếp ông Trọng đến đây cho giấc mơ Thái Thượng Hoàng ở nhiệm kỳ thứ 3 tiếp theo của ông Trọng đã tan thành mây khói vì sức khỏe không thể đáp ứng được công việc. Gần đây nhất, cuộc họp Bộ Chính trị đã bỏ phiếu thăm dò cho thấy mấy ông bà quá tuổi nhằm đưa vào diện Thái Đức Tử nhiệm kỳ 13, 2021 và 2026. Một kết quả không quá bất ngờ với luồng dư luận đã định sẵn, ông Trần Quốc Vượng được dẫn đầu về số phiếu, tiếp đến là bà Nguyễn Thị Kim Ngân được 4 phiếu và đứng thứ hai còn có Nguyễn Xuân Phúc chỉ được có 2 phiếu. Tuy nhiên, ông Phúc tính thì cũng không bằng trời tính. Bữa hôm tháng 10 vừa qua, trong chuyến đi dự lễ đăng quang Nhật Hoàng của Nhật Bản, mà việc đi dự này đáng lẽ ra là ông Trọng đi mới đúng vai vế và trách nhiệm. Thế nhưng ông Phúc le te đi thay chân trong của ông Trọng. Dự buổi sáng ngày 23 tháng 10 xong, đến chiều ra sân bay để về nước, ông Phúc đã bị ngã gục và phải cấp cứu ở bệnh viện Tokyo đến ngày 28 tháng 10, được mổ nội soi cho sỏi túi mật. Ông Nguyễn Xuân Phúc tuy chưa làm hết nổi một nhiệm kỳ thủ tướng nhưng được biệt danh là một lãnh đạo bất tài vô dụng, tham lam mưu mô xảo quyệt với rất nhiều mưu hèn kế bẩn. Bởi vậy, về mặt chính trị, ông Phúc không chỉ bị đánh ở lá phiếu thăm dò mà còn ở mặt kinh tế. Hiện nay, các doanh nghiệp sân sau của ông Phúc cũng bắt đầu rục rịch bị đánh tả tơi. Dư luận đang đồn thổi phải chăng đây cũng là một dự báo về dấu hiệu chấm hết cho con đường sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Phúc ở nhiệm kỳ này. Ngoài ra, việc bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã được miễn nhiệm chức Bộ trưởng và đây là quyết định nghỉ hưu theo chế độ, chứ mấy vụ lùm xùm thuốc giả, bệnh viện bỏ hoang, đầu tư công lãng phí, bà Tiến không hề sứt mẻ một sợi lông. Bà Tiến làm Bộ trưởng là người được ông Nguyễn Phú Trọng đã vượt mặt cả Bộ Chính trị để đặc cách đặc biệt, bởi từ trước tới nay có duy nhất bà Tiến làm Bộ trưởng không phải là Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ưu ái có 102 này không nói thì ai cũng ngầm hiểu được mối quan hệ thâm tình giữa Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Thị Kim Tiến như thế nào. Sau khi ông Vũ Đức Đam được Bộ Chính trị chỉ định ngồi vào ghế Bí thư Đảng ủy Bộ Y thì ngày hôm qua 7 tháng 11, ông Đam đã được trao quyền Bộ trưởng Bộ Y. Mặc dù trước đó đã có lời ra tiếng vào về việc ông Đam không có chuyên môn nghiệp vụ về ngành y tế, vậy coi như xong, xóa tan mọi đồn đoán rằng ông Tuyên, Phó Bí thư tỉnh Hưng Yên được đồng hương với tướng Tô Lâm đang được
tăm tia thế vào ghế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ông Tiến sinh năm 1966, hiện đang là Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, từng tốt nghiệp Học viện Quân y. Còn vụ tin đồn ông Chính về nắm Bộ Công an thì chắc chắn sẽ khó, bởi ông Chính nhúng quá nhiều chàm, quá nhiều từ thời đá đít ông Nhất ở vụ Năm Cam, mà người ta hay nói là Chính là người ăn cháo đái bát, lừa thầy phản bạn. Xong khi về làm bí thư Quảng Ninh, oanh tạc phá nát tan hoang vùng đất mỏ, vừa qua lại thêm vụ lùm xùm chùm sò kẻ đưa lối dẫn đường về đặc khu. Như vậy chắc chắn Chính khó có thể về được cái máng lợn Bộ Công an được. Từ nay đến trước quý 1 2021, tức là trước đại hội 13, sẽ còn rất nhiều sự rối rắm về vấn đề nhân sự, sự chia rẽ bè phái, phe cánh tung đòn đánh đấm hạ bệ nhau tương đối rộn ràng, chợ đen mua phiếu tăng giá đến chóng mặt. Sức khỏe của Dư Châu Bù đã quy hoạch cũng được chăm sóc một cách kỹ lưỡng, tránh xảy ra sự đột biến trước đại hội. Nhóm lợi ích Bộ Giao thông Vận tải dĩ nhiên không chịu dừng lại ở phong trào BOT bẩn, mà đang để lại đến 55.000 tỷ đồng nợ nhanh chóng biến thành nợ xấu. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam mà suýt chút nữa đã để lọt vào tay nhà thầu và có thể cả Cục Tình báo Trung Quốc, còn đang công nhiên tiến hành chiến dịch xây dựng sân bay Long Thành với mục tiêu một ăn ba. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 và 11 năm 2019, người đại diện cho nhóm lợi ích giao thông vận tải là Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, cũng là người thừa kế nhiệm vụ lịch sử của đời Bộ trưởng Giao thông Vận tải trước đây là Đinh La Thăng và Trương Quang Nghĩa, để làm thế nào biến sân bay Long Thành có giá trong khi dìm hàng sân bay Tân Sơn Nhất đang gấp rút thúc lưng Quốc hội để thông qua các nội dung tài chính và kỹ thuật dự án sân bay Long Thành càng sớm càng tốt. Sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng, tương đương với 16 tỷ đô la. Tháng 11 2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Theo tờ trình của Chính phủ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đọc, Chính phủ đề xuất Quốc hội thông qua nghị quyết giao Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV đầu tư các hạng mục chính giai đoạn 1, gồm công trình trụ sở, cơ quan quản lý nhà nước, công trình thiết yếu của cảng hàng không với tổng mức đầu tư 4,8 tỷ đô la, khoảng 111.000 tỷ đồng. Còn các công trình phục vụ quản lý bay được đề nghị giao cho Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam VATM trực tiếp đầu tư bằng vốn của doanh nghiệp. Nhưng trong phần thẩm tra sau đó, quan chức Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, đã nêu một nhận xét đáng chú ý là báo cáo của Chính phủ chưa có đánh giá tác động cụ thể đến nợ công nếu vay ODA, mà với một tập trung vào phương án sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước để làm dự án này, trong gần 4,2 tỷ đô la vốn của ACV rót vào dự án, dự kiến doanh nghiệp này phải vay gần 2,63 tỷ đô la. Theo luật quản lý nợ công, dự án này thuộc đối tượng được Chính phủ bảo lãnh. Nếu vậy thì khoản vay này sẽ được tính vào nợ công, ông Thanh nói, và đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về khả năng cấp bảo lãnh và khoản vay ACV để có cơ sở đánh giá đầy đủ phương án huy động vốn với nợ công. Mặt khác, ACV là doanh nghiệp do nhà nước chi phối nên dù huy động vốn dưới hình thức nào thì nhà nước vẫn có trách nhiệm trong việc xử lý khi có rủi ro đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, ngay cả khi Chính phủ không cấp bảo lãnh đối với khoản vay này thì cũng cần có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động vay sử dụng vốn vay của ACV. Có thể ghi nhận đây là một trong những hiếm hoi lần cơ quan Quốc hội tỏ ra tâm tư với quốc nạn nợ công. Còn trước đây cũng chính Quốc hội đã nhiều lần nhắm mắt gật với các dự án có tổng kinh phí hàng chục ngàn tỷ đồng do Chính phủ ấn vào. Tại kỳ họp Quốc hội lần này, một lần nữa Chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc lại báo cáo ra Quốc hội về tỷ lệ nợ công năm 2019 chỉ ở mức
56,1% GDP, thậm chí còn giảm so với mức 58,4% GDP của năm 2018, tức đang khá an toàn so với ngưỡng nguy hiểm 65% GDP. Hiện thời, nợ nước ngoài của chính phủ được công bố chính thức đã vượt quá 100 tỷ đô la, còn nợ nước ngoài đối với các doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, cũng hơn 100 tỷ đô la. Nếu tính cả phần nợ vay trong nước, tổng nợ công vào thời điểm năm 2019 có thể xấp xỉ 500 tỷ đô la, tức gấp hơn 2 lần GDP mỗi năm của Việt Nam. Gần 500 tỷ đô la bao gồm nợ công Việt Nam đã được xác định là 431 tỷ đô la vào năm 2016, cộng với nợ tăng thêm mỗi năm khoảng 20 tỷ đô la từ năm 2017 đến nay. Thực tế sống sượng và quá nguy cấp này là hoàn toàn phản ngược với lối báo cáo nợ công vẫn dưới ngưỡng nguy hiểm 65% GDP của chính phủ Việt Nam. Nếu dự án sân bay Long Thành vay vốn thắng lợi gần 100 triệu dân Việt sẽ càng có cơ hội đội thêm gánh nợ nần ngập đầu cho hiện tại và cho rất nhiều đời con cháu mai sau. Nhưng trong khi đó, vụ sân Gôn Tân Sơn Nhất lại bị chính Bộ Giao thông Vận tải xử lý chậm hơn rùa bò và như thách thức cơ quan siêu bộ cấp trên của nó là Bộ Chính trị lẫn toàn thể công luận. Sân Gôn Tân Sơn Nhất nằm ở phía Bắc, từ nhiều năm nay đã chiếm dụng một diện tích 157 hecta nằm trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, chính là nguyên nhân chính khiến cho sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào tình trạng kẹt cứng cả dưới đất lẫn trên trời. Thảm nạn dễ thấy nhất từ hành vi cố tình rùa bò trên là cho thấy đến nay đường vào sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng với tất cả hành khách. Rất nhiều lần, tuyến chính dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất là đường Trường Sơn cùng các đường nhánh bị kẹt suốt 3 đến 4 tiếng đồng hồ, khiến nhiều hành khách phải bỏ xe hơi, ôm hành lý chạy vội vào nhà ga phi trường để khỏi lỡ chuyến bay. Không những kẹt ở dưới đất, sân bay Tân Sơn Nhất còn bí lối cả ở trên trời. Ngày càng dày hơn tần suất máy bay phải bay lòng vòng mà chưa thể hạ cánh theo lịch bay vì có quá nhiều máy bay muốn hạ cánh cùng một lúc. Tuy nhiên, phương án giải tỏa sân Gôn để lấy đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và mở rộng các tuyến đường bị kẹt xe vẫn không hề được nhắc tới trong hai cuộc họp gần đây nhất của chính phủ và các bộ ngành liên quan. Vào tháng 8 2019 về việc đầu tư các dự án giảm tải cho Tân Sơn Nhất và thu hồi toàn bộ đất quốc phòng hoạt động sai phạm. Chi tiết đáng chú ý là cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lẫn các quan chức lãnh đạo khối Đảng và khối chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đều câm như hến mà không đả động gì đến sân Gôn Tân Sơn Nhất. Còn Bộ Quốc phòng thì khỏi nói, sân Gôn này chính là một cơ sở kinh tế quốc phòng, là một nguồn lợi cho nhiều quan chức. Và có thời, khi bị dư luận xã hội cả nội bộ Đảng lên án dữ dội, sân Gôn này còn được tôn thành lá chắn phòng thủ quốc gia. Khi hệ thống lại toàn bộ hành vi và lời nói của quan chức chính phủ và hai bộ giao thông vận tải và bộ quốc phòng từ trước đến nay, người ta có thể ngẫm ra rằng không phải bỗng dưng mà từ năm 2015 các nhóm lợi ích ODA giao thông và chính sách đã hiệp đồng tác chiến một cách bài bản trên hai mặt trận thủ tục hành chính và truyền thông nhằm tống tiễn càng nhanh càng tốt trọng điểm sân bay từ Tân Sơn Nhất về Long Thành như mô hình cặp đôi hoàn hảo. Để nếu thành công, chiến dịch rời sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành sẽ đạt được những mục tiêu 1 ăn 3. Xả hàng đến 5.000 hecta đất xung quanh sân bay Long Thành với giá trên trời, ăn đậm ODA vay từ Trung Quốc và hô biến đất vàng sân bay Tân Sơn Nhất có giá trị thị trường lên đến nhiều chục tỷ đô la vào túi những giới quan chức tham ô Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.